Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế đang gia tăng ở bờ Tây trong bối cảnh vòng xoáy bạo lực, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở y tế cùng nhiều hạn chế đang cản trở người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. WHO nhấn mạnh bạo lực gia tăng ở bờ Tây, trong đó có đông Jerusalem, kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát Tính đến nay, xung đột đã cướp đi sinh mạng của 521 người Palestine ở bờ Tây, trong đó có 126 trẻ em. Con số này theo thống kê của giới chức Palestine còn cao hơn. WHO cho biết các cuộc xung đột tại khu vực này cũng đã khiến hơn 5.200 người, trong đó có 800 trẻ em bị thương. Tính đến 28 tháng 5, WHO ghi nhận 480 vụ tấn công ở bờ Tây, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế và xe cứu thương, giam giữ nhân viên y tế và bệnh nhân. Thưa quý vị, cùng với cảnh báo của WHO, hôm qua, hàng ngàn người dân ở khu vực Trung Đông tham gia biểu tình nhằm thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Cuộc biểu tình do lực lượng thi tại Yemen tổ chức vào thứ Sáu hàng tuần trong tuần thứ 35 liên tiếp kể từ khi xung đột Gaza nổ ra tháng 10 năm 2023. Người biểu tình đổ xuống đường phố thủ đô Sana cầm cờ Palestine hô vang khẩu hiệu kiên cường với Gaza chống lại mọi âm mưu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Cùng ngày tại Jordan cũng diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và lên án cuộc chiến ở Gaza. Người biểu tình tuần hành đến đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Amman kêu gọi chấm dứt cuộc chiến, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng ủng hộ Israel. Hạ viện Mỹ hôm qua thông qua dự luật chính sách quốc phòng kêu gọi duy trì lính Mỹ ở Hàn Quốc và tái khẳng định cam kết trang đe cùng với đồng minh châu Á. Với tỷ lệ 217 phiếu ủng hộ, 199 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Ủy quyền quốc phòng NDAA cho năm tài chính 2025, trong đó cấp phép 895,2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình quốc phòng, tăng 9 tỷ đô la Mỹ so với năm tài chính 2024. NDAA nhấn mạnh việc củng cố liên minh với Hàn Quốc thông qua duy trì sự hiện diện của 28.500 nhân viên thuộc lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, đồng thời khẳng định cam kết răng đe cùng với Hàn Quốc đạo luật sẽ trải qua một loạt thủ tục của Quốc hội, gồm quá trình thu hẹp khoảng cách giữa Hạ viện và Thượng viện, cũng như hợp nhất các phiên bản dự luật tương ứng. Hôm qua, Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 22 trên 3 để trình phiên bản ADNA lên Thượng viện. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết hai tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương sẽ tham gia tập trận hải quân chung với hải quân Ai Cập ở biển địa Trung Hải. Theo bộ trên, một nhóm tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương bao gồm tàu tuần dương tên lửa Varia và kinh hạm Mazdor Saponikov đã rời cảng Alexandria của Ai Cập để tham gia tập trận chung với Hải quân Ai Cập. Kinh hạm INS Ankadir sẽ đại diện Ai Cập tham gia cuộc tập trận tổ chức theo hình thức PASTET, tức hai hạm đội có nhiệm vụ tăng cường hợp tác trong các hoạt động quân sự. Đầu tuần này, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga ghé thăm cảng Alexandria và theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là bước đi thiết thực nhằm tăng cường hợp tác Hải quân Nga-Ai Cập. Lãnh đạo của các đảng cánh tả Pháp hôm qua đã nhất trí thành lập liên minh cho cuộc bầu cử quốc hội sớm vào ngày 30 tháng 6 nhằm ngăn chặn phe cực hữu nắm quyền cũng như chống lại phe của tổng thống Emmanuel Macron. Lãnh đạo các đảng cánh tả gồm nước Pháp Không Quốc phục, Đảng Xanh, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Xã hội Pháp thống nhất thành lập liên minh Mặt trận Bình dân mới. Ứng cử viên Đảng Nước Pháp Không Quốc phục, bà Manon Aubry nói: Ông Macron muốn chia rẽ chúng tôi, nhưng thực ra đã đoàn kết chúng tôi. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu chính là chiến thắng. Trong tuyên bố hôm qua, liên minh này cam kết thực hiện chính sách hoàn toàn đoàn tuyệt với chính sách quân ông Macron nếu giành chiến thắng, bắt đầu từ việc hủy bỏ cải cách lương hưu và nhập cư gây tranh cãi. Năm 2022, các đảng này cũng thành lập liên minh, nhưng tăng rã do mâu thuẫn nội bộ. Thông tin cuối, của hôm qua thông báo không chế thành công đám cháy ở bồn chứa dầu thô dung tích 10.000 mét khối, cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Antonio Guterres nằm ở tỉnh miền Tây Matanzas. Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết toàn bộ công nhân nhà máy đã sơ toán hoàn toàn, trong khi bí thư tỉnh ủy Matanzas Mario Sabin khẳng định không có thương vong về người và toàn bộ hệ thống cấp cứu y tế sẵn sàng hành động. Antonio Guterres là một trong bảy nhà máy nhiệt điện đang hoạt động ở Cuba. Vụ hỏa hoạn kể nhớ tai nạn ngày 5 tháng 8 năm 2022 tại kho chứa dầu thô lớn nhất Cuba khiến 14 người thiệt mạng. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.